Chào tất cả các bạn. Chúng mình cùng gặp lại nhau ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị nhé. Ừ, rất vui được gặp các em ở trong một buổi trưa cuối tuần như thế này. Có lẽ bây giờ đối với các bạn 2K8 thì những đợt cuối tuần lại là những đợt mà chúng mình tận dụng để tập trung ôn thi đúng không? Vậy thì có bạn nào đang ôn thi và đang có mặt tại đây thì có thể gửi lời chào đến chị nhé. Rồi, xin chào các em. Ừ, xin chào các bạn các bạn ơi sau những phần phát trực tiếp trước thì chị thấy là cái dạng đề mà các em quan tâm đó chính là dạng đề phân tích một đoạn trích truyện một dạng đề mà sẽ đòi hỏi chúng ta nhiều hơn những cái kiến thức và kỹ năng bên cạnh là phần kiến thức nền ta đã được học ở trên lớp trên trường thì khi đi thi đề bài sẽ có thể là không hỏi chúng ta về một cái phần kiến thức nền cụ thể ta đã học mà chúng ta sẽ cần phải phân tích về một đoạn trích ở trong tác phẩm truyện đúng không? Ừ, thế thì chúng mình sẽ làm như thế nào với dạng đề này? Các bạn sẽ cùng tập trung ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị nhé. <laughs> Rồi, xin chào các em. Ừ, xin chào Quỳnh Như. Rồi, xin chào Hiệp nhé. Xin chào các bạn. Nào các bạn ơi, uh, Ừ, theo dõi buổi phát trực tiếp này thì các em cũng có thể là mở giấy bút ra và cùng ghi chú lại một số những cách làm quan trọng nhé. Đồng ý không? Ừ. Trước tiên ý, thì đối với một đoạn trích chuyện là đề bài sẽ trích ra cho chúng ta. Đúng không ạ? Nhá, là đề bài sẽ thường là sẽ trích ra cho chúng ta một cái đoạn trích. Và đoạn trích này thì được nhặt một cách ngẫu nhiên ở trong tác phẩm thôi sẽ không có một cái giới hạn cụ thể nào đấy thế thì khi mà đề bài đưa ra một đoạn trích như vậy thì thường sẽ có những yêu cầu như sau cùng là dạng đề về đoạn trích nhé nhưng chúng ta thấy là có thể đề bài sẽ có những cách hỏi khác nhau này thứ nhất là đề bài yêu cầu chúng ta phân tích cái đoạn trích đấy đồng ý chưa nghĩa là đoạn trích có gì thì chúng mình sẽ phân tích hết có những nhân vật nào thì phân tích hết những nhân vật đấy này có những nét nội dung nghệ thuật nào ta sẽ phân tích hết đúng không đấy là dạng đầu tiên nhé dạng thứ hai là chúng ta sẽ cần phải phân tích nhân vật ở trong đoạn trích đó ví dụ như là đề bài trích ra một đoạn ở trong lặng lẽ sapa và yêu cầu là chúng ta cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên được thể hiện qua đoạn trích đó hoặc là đề bài trích ra đoạn ơn mưa đá ở trong những ngôi sao xa xôi và yêu cầu chúng ta là cảm nhận về nhân vật phương định ở trong đoạn trích đó đúng không đấy thì đây là hai cái dạng cơ bản khi mà đề bài đưa ra một đoạn trích và có thể sẽ yêu cầu chúng mình một trong hai cái yêu cầu này ừ, đồng ý không thế thì ở đây nhá chúng ta chú ý nhiều hơn với dạng phân tích nhân vật trong đoạn trích đồng ý chưa bởi vì là dù là cái dạng mà phân tích một đoạn trích ý, thì trong đó chắc chắn sẽ có các nhân vật rồi. Đấy, thế nên rằng là chúng mình sẽ tập trung vào dạng này chắc. Đồng ý chưa nào? Ừ. Phân tích tâm lý em còn kém lắm chị ạ. À. Cảm nhận và phân tích có gì giống nhau không chị? Trước tiên là về phần phân tích diễn biến tâm lý. Ý, thì chị nghĩ rằng là ở đây em vì em chưa nhận ra được về phương pháp và cái cốt lõi bản chất, thế nên là em cảm thấy khó. còn trong tất cả các dạng phân tích văn xuôi ấy, mà phân tích diễn biến tâm lý là cái đơn giản nhất đấy. bởi vì sao? bởi vì là chúng mình sẽ chỉ cần đi theo trình tự từ đầu đến cuối cái đoạn trích đấy. diễn biến mà diễn biến tâm lý thì là sẽ là à, tâm trạng của nhân vật trong cái tình huống này này. sau đó đến với tâm trạng nào, rồi tiếp đến là tâm trạng gì này đấy nên là ta cứ đi từ đầu đến cuối đoạn trích thôi đó và dạng này là dạng cơ bản nhất đơn giản nhất rồi ừ, và cái bản chất là em phải gọi tên được những cảm xúc của nhân vật ở trong từng giai đoạn thì đấy chính là phân tích diễn biến tâm lý đấy còn phân tích và cảm nhận thì chúng mình hình dung này các em hiểu một cách cơ bản thì phân tích là chúng ta chia tách cái đối tượng đấy ra thành nhiều những khía cạnh nhiều những yếu tố khác nhau và ta đi cảm nhận về từng cái yếu từng cái yếu tố và từng khía cạnh đó còn cảm nhận thì là chúng ta đưa ra cái cảm xúc đưa ra cái đánh giá cảm nhận cá nhân liên quan đến một đối tượng và để cảm nhận được thì ta cũng cần phải chia tách đối tượng đấy ra thành nhiều phần khác nhau nhiều khía cạnh khác nhau và cảm nhận về từng phần đó đúng không thế nên là giữa phân tích và cảm nhận thì trong đề thi của chúng mình các em có thể thực hiện các cái thao tác gần giống như nhau Đồng ý chưa Các bạn thực hiện những cái thao tác cũng là phân tích này, bình luận này, đánh giá này Đấy, chúng mình cũng thực hiện những thao tác giống như nhau Đó <laughs> Rồi, thế thì bây giờ nhá Đến với dạng đề là phân tích một nhân vật ở trong đoạn trích Thì chúng ta sẽ có bốn tác phẩm truyện mà chúng mình xoay quanh Đúng không ạ? Đối với một nhân vật ở trong đoạn trích thì chúng ta có đối với tác phẩm làng này Đó, thứ hai là chúng ta có lặng lẽ Sapa này Thứ ba là chúng ta có chiếc lược ngà này. Và thứ tư là chúng ta có những ngôi sao xa, xa xôi này. Đúng không? Đây là bốn tác phẩm truyện trọng tâm của chúng mình. Thì khi mà đề bài đưa ra một đoạn trích và yêu cầu chúng ta phân tích về nhân vật một nhân vật nào đó trong đoạn trích thì chúng mình sẽ làm như thế nào trước tiên là đối với tác phẩm làng nhé đối với tác phẩm làng này thì luôn luôn sẽ là phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai đúng không ạ diễn biến tâm lý ta tập trung vào việc phân tích diễn biến tâm lý kể cả là đề bài chỉ yêu cầu là phân tích nhân vật ông hai thì để phân tích được nhân vật ông hai thì là ta cũng sẽ phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai đồng ý chưa còn đối với lặng lẽ Sapa thì sẽ là phân tích những cái phẩm chất của nhân vật anh thanh niên. Đó, đối với chiếc lược ngà thì chúng là chúng ta cũng sẽ là phân tích về nhân vật bé Thu hoặc là ông Sáu. Nhưng mà cũng là theo cái diễn biến tâm trạng và hành động của hai nhân vật này. Đấy đúng không ạ khi phân tích bé thu hay là khi phân tích ông sáu thì chúng ta cũng là phân tích lần lượt những cái tâm trạng những hành động lời nói của nhân vật để thấy được là nhân vật đang có tình cảm gì đúng không ạ đang có những cái nét diễn biến tâm lý như thế nào còn đối với những ngôi sao xa xôi thì chúng ta có thể là sẽ tập trung ở nhân vật phương định hoặc là cả ba cô gái thanh niên sung phong đúng không ạ nhá ba cô gái thanh niên sung phong đấy thì chúng mình định hình về dạng đề như vậy để chúng ta tập trung ôn nhá trước tiên là đối với nhân vật ông hai này khi phân tích về diễn biến tâm lý thì dù là đề bài có trích ra đoạn trích nào ở trong tác phẩm làng đi chăng nữa thì cách làm của chúng ta cũng sẽ là phân tích từ đầu đến cuối cái đoạn trích đấy đồng ý ông ạ nhá nào bây giờ về cách làm này là đối với những tác phẩm như là làng, chiếc lược ngà và những phân đoạn như là phương định phá bom, phân đoạn phương định trước cơn mưa đá. Đó, thì đây là những phân đoạn mà chúng ta sẽ làm theo cái cách là đi từ đầu đến cuối đoạn trích đồng ý chưa? Phân tích lần lượt từ đầu đến cuối đoạn trích. Các bạn nhớ nhá, bởi vì là trong tất cả các cái đoạn trích này này, trong tất cả các đoạn trích của tác phẩm làng, tất cả các đoạn trích của chiếc lược ngà, tất cả các đoạn à, những cái đoạn trích như là phương định phá bom hay là cơn mưa đá ấy, thì đấy đều là những đoạn trích mà để thấy được về nhân vật chúng ta sẽ đi khai thác những cái diễn biến tâm lý hành động ok chưa nhá phân khai thác về diễn biến tâm lý hành động suy nghĩ của nhân vật để từ đó ta làm gì ạ À để từ đó ta có thể suy ra được về vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Đấy là cái cốt lõi các bạn nhé Nhớ chưa? Chị lấy ví dụ Đề bài có trích ra một đoạn là nhân vật ông Hai Khi vừa mới nghe tin làng chợ dầu Việt gian theo giặc Bắt đầu từ đoạn là uh, Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại ra mặt tê dân dân Ông lão lặng đi tưởng như đến không thở được Cho đến đoạn hà nắng gớm về nào ví dụ như thế nhá thế thì chúng ta thấy là trong đoạn đó ấy, chúng ta sẽ đi từ đầu đến cuối đoạn trích và ta thấy là đầu tiên là đoạn trích đã nêu ra tâm trạng của ông hai khi mới nghe tin và ta phải gọi tên được những tâm trạng như là bàng hoàng này bất ngờ sững sờ đúng không đấy sau đó dẫn chứng tiếp theo là à một lúc lâu một lúc lâu ông mới dặn è è như nuốt một cái gì vướng ở cổ Ông lão hỏi lại, giọng lạc hẳn đi, "Thế có thật không hở bác, hay là chỉ lại?" "À, đến với dẫn chứng đấy thì chúng ta lại phải gọi tên được là ông hai đang có tâm trạng như thế nào. Ông vẫn cố chưa muốn tin cái tin này, ông vẫn đang có một chút hy vọng mong manh, ông vẫn đang cố bấu víu vào một chút niềm tin đối với những người dân ở làng ông, thế nên là ông mới hỏi lại. Và ta lý giải Đấy là một nét tâm lý dễ hiểu bởi vì làm sao ông có thể tin ngay được cái tin khủng khiếp ấy trong khi bấy lâu nay ông vẫn luôn tự hào về làng, ông vẫn luôn đi khoe khắp nơi về cái tinh thần kháng chiến ở làng cơ mà. Đấy, đúng không ạ? Nhá, đấy là diễn biến thứ hai này, rồi tiếp tục, sau khi ông hỏi như vậy thì những người dân tản cư họ đã trả lời như thế nào? Thì chúng tôi vừa mới ở dưới đấy lên đây mà lại. Đấy, đúng không ạ? Việt gian từ thằng uh, chủ tịch mà đi cơ ông ạ rồi là dẫn chứng về thằng tránh bẹo thì những cái dẫn chứng đó là không thể sai lệch được rồi là những dẫn chứng vô cùng xác thực không thể chối cãi được về việc làng chợ giàu là làng việt gian rồi thêm nữa những người dân ở đó họ còn mỉa mai sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mà ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy đấy thế là tất cả những cái điều đó khiến cho ông hai tiếp tục sang đến cái diễn biến thứ ba là gì ạ xấu hổ nhục nhã đau đớn và khi mà ngồi đó mà nghe những cái câu nói như vậy mặc dù là cũng chưa ai biết ông là người dân làng chợ dầu cũng chưa ai chửi rủa gì ông đâu nhưng ông không thể nào nán lại ở đó nữa ông tìm cớ nói làng chuyện đi đúng không ạ rồi ông tìm cớ để mà rời đi không ở đó nữa đấy thì đấy là diễn biến tâm lý và chúng ta cứ đi từ đầu đến cuối đoạn trích nhớ nha đi từ đầu đến cuối đoạn trích đấy hay là đối với chiếc lược nga cũng vậy Bất cứ một đoạn trích nào trong chiếc lược ngà thì chúng ta cũng sẽ đi từ đầu đến cuối đoạn trích để xem xem là à bé Thu ở trong cái đoạn trích đấy thì có những hành động đầu tiên là gì này, rồi có những hành động tiếp theo là gì, những hành động tiếp theo nữa là gì. Và mỗi cái hành động đấy thì thể hiện là bé Thu đang có suy nghĩ gì, đúng không ạ? Thể hiện tính cách gì của bé Thu. Đấy, đồng ý chưa? Các bạn hình dung ra không? Và đối với dạng này ấy, thì nếu như mà đề bài có đưa ra một đoạn trích ở trong tác phẩm làng hay là chiếc lược ngà hay là phân đoạn phương định phá bom hay là phân đoạn cơn mưa đá thì chúng ta có một lợi thế rất lớn đấy là chúng mình chỉ việc áp dụng kiến thức nền thôi nghĩa là trên lớp chúng ta học như thế nào thì bây giờ là ta cứ dùng đúng những cái kiến thức nằm trong đoạn trích đấy để mà ta sử dụng thôi đúng không bởi vì quá trình chúng ta phân tích về nhân vật ông hai này hay là phân tích về bé thu hay là phân tích về ông sáu thì cũng đều là phân tích theo trình tự thời gian như thế Đấy, cũng là chúng ta đi lần lượt phân tích từng đoạn trích ở trong văn bản thôi. Đúng không? Đấy, nhá. Nên là đây là cái 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 cốt lõi để mà các bạn làm những đề bài mà trích ra một đoạn trích về tác phẩm làng, hoặc là về chiếc lược ngà này, hoặc là đoạn trích phương định phá bom, hoặc là đoạn trích cơn mưa đá. Hãy nhớ nhá, là ta khai thác từng dẫn chứng một. Nhớ chưa? Có thể là lúc mà em học kiến thức nền ý, là chúng mình khai thác một cách khái quát thôi, một cách nhanh chóng thôi. Nhưng nếu như mà là đề bài đi thi ấy thì chúng ta sẽ cần là phải làm gì? À, chúng ta sẽ cần phải khai thác kỹ từng dẫn chứng này, từng câu văn và đặc biệt là từng những cái điểm nhấn mà tác giả khắc họa để qua đó thấy được ở tính cách, thấy được tâm lý suy nghĩ của nhân vật. Nhớ chưa? Nghĩa là mình sẽ phải phân tích kỹ hơn một chút này, mình sẽ phải có thêm những cái câu văn bình luận đánh giá bám sát vào những dẫn chứng mà đề bài cho chúng ta sẽ không phân tích những cái dẫn chứng mà không nằm trong đoạn trích đề cho đâu nhé không phải là đề cho đoạn à, hai cha con nhận ra nhau thế mà chúng ta lại đi phân tích bé thu lúc trước bướng bỉnh như thế nào rồi chúng ta lại phân tích ông sáu trong cái khoảnh khắc mới nhìn thấy con thì như thế nào những cái đó là không nằm trong đoạn trích đồng ý chưa nếu như em muốn nhắc đến thì em chỉ nhắc đến ở mức độ khái quát để bạn đọc nhận ra vị trí của đoạn trích này thôi đấy nhớ nhá đó là đối với các tác phẩm này thế còn đối với một đoạn trích ở trong lặng lẽ sapa thì sao và những đoạn trích khác trong những ngôi sao xa xôi ví dụ như là đoạn mà ờ, chúng tôi chạy trên cao điểm cả ban ngày mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi thần chết là một tay không thích đùa hắn ta lẩn trong ruột những quả bom vân vân đấy đấy ví dụ như đoạn đấy nhá. Thì đối với những đoạn trích này, chúng ta sẽ không thực hiện theo trình tự giống như những đoạn trích bên trên mà ở đây chúng ta sẽ cần phải chọn lọc dẫn chứng. Tương ứng với từng luận điểm các bạn nha đồng ý chưa đấy ví dụ như là ở khi mà đề bài đưa ra một đoạn trích về nhân vật anh thanh niên một đoạn trích ở trong lặng lẽ sapa chẳng hạn sau đó thì chúng ta sẽ việc đầu tiên không phải là chúng ta đi phân tích từ đầu đến cuối đoạn trích đấy mà chúng ta sẽ nhớ lại xem là anh thanh niên có những phẩm chất tiêu biểu nào và xem xem là từng phẩm chất đấy thì có được thể hiện qua dẫn chứng nào trong đoạn trích này hay không đồng ý với chị không ạ nhá đây chị lấy ví dụ này ví dụ như là khi mà hồi mà ôn tập với các bạn ở trong khóa học cấp tốc thì cũng có một buổi ôn về những đoạn trích trong lặng lẽ sapa đây ví dụ như là với một đoạn đờ, với một đoạn trích anh thanh niên giới thiệu về công việc của mình nhá đấy thì chúng ta hình dung là nhân vật anh thanh niên có bốn cái phẩm chất chính như thế này đồng ý không thì trong mỗi đoạn trích của lặng lẽ sapa ấy những phẩm chất này không được nêu ra một cách lần lượt không phải là những câu đầu thì nêu về phẩm chất 1, những câu sau thì nêu về phẩm chất 2, những câu sau nữa thì nêu về phẩm chất 3, vân vân. Nó không theo một cái trình tự như thế. Mà ở đây có thể là ở đầu đoạn trích ta thấy có dẫn chứng thể hiện cho tình yêu nghề của anh thanh niên, rồi cuối đoạn trích ta cũng lại thấy dẫn chứng thể hiện cho tình yêu nghề đó. Thế nên nếu như mà ta cứ phân tích từ đầu đến cuối thì kiểu gì ta cũng bị lặp ý này, bị trùng lặp ý và diễn đạt chúng ta bị lặp từ nữa đúng không? Và bố cục bài viết của chúng ta không được rõ ràng. Thế nên, đối với những đoạn trích trong lặng lẽ Sapa ấy, thì khi mà có được đoạn trích trong tay rồi, các bạn đọc một lượt. Sau đấy, mình định hình là anh thanh niên có những phẩm chất nào? Có bốn phẩm chất này này. Và ta xem xem là từng phẩm chất thì có được thể hiện trong những dẫn chứng nào của đoạn trích đấy hay không? Đồng ý không? Thì ta sẽ xác lập được dàn ý. Và khi viết thì ta cứ lần lượt phân tích từng phẩm chất thôi cứ đến với mỗi phẩm chất thì có dẫn chứng nào ta sẽ nêu ra để ta phân tích nhưng mà cũng nhớ là phải khai thác thật kỹ các dẫn chứng nhé có thể là trong lúc mà em học về anh thanh niên ở trên lớp ấy thì mình có một số những dẫn chứng quá nhỏ chúng ta không nhắc đến chúng ta không có nêu đến thế nhưng khi mà đề bài đưa ra một đoạn trích có chứa dẫn chứng đó ta thấy là nó cũng thể hiện cho phẩm chất này của anh thanh niên thì ta vẫn phải khai thác chứ ta không được bỏ qua đâu nhé nhớ chưa đấy thì đối với những đoạn trích trong lặng lẽ Sapa các em cũng có thể là kẻ những bảng như thế này chúng ta thống kê ra những đoạn trích trọng tâm này sau đó là xem xem là trong mỗi đoạn trích đó thì anh thanh niên thể hiện à, thì tác giả đã khắc họa những phẩm chất gì của anh thanh niên qua những dẫn chứng như thế nào đây ví dụ như là đoạn mà anh thanh niên giới thiệu về công việc của mình nhá à, là đoạn mà um là đoạn mà sau khi mà mời ông họa sĩ và cô kỹ sư vào nhà chơi ấy thì anh Thanh niên có giới thiệu về cái vườn khí tượng của anh, về các loại máy. Đấy, rồi là nói kể về cái lần đi ốp lúc 1 giờ sáng đấy. Là đoạn đó thì trong đoạn đó chúng ta thấy trước tiên là có những dẫn chứng thể hiện rất rõ cho tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của anh Thanh niên. Đó, anh hiểu rất rõ tính chất công việc của mình. Cháu ở đây làm nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất dựa vào việc báo trước thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất phục vụ chiến đấu đúng không ạ đấy anh hiểu rất là rõ về tính chất công việc của mình này có dẫn chứng như vậy rồi là gì rồi là anh giới thiệu chi tiết về từng loại máy đúng không nào là cái thùng đo mưa máy nhật quang ký máy vin máy đo chấn động vỏ quả đất anh giới thiệu một cách chi tiết cả về đặc điểm lẫn công dụng cách sử dụng của những chiếc máy ấy thì thật ra đối với những người ngoài ngành giống như là ông họa sĩ hay là cô kỹ sư ấy, thì việc giới thiệu hay là hay hay là việc mà nêu ra một cách chi tiết về các loại máy thì suy cho cùng cũng chỉ là để những cái vị khách lần đầu tiên gặp gỡ hiểu được là anh đang làm gì thôi đúng không? nhưng ta thấy ở đây anh thanh niên giới thiệu rất là chi tiết và đặc biệt là với một giọng điệu rất là phấn khởi, đấy rất vui vẻ phấn khởi nhiệt tình thì điều đó chứng tỏ là anh cũng rất tự hào về công việc mình đang làm Thử hỏi nếu như không yêu công việc, không tự hào về công việc mình đang làm Thì anh có nhiệt tình giới thiệu về những công cụ mà anh sử dụng hàng ngày hay không? Đúng không? Nếu như tự bản thân anh thanh niên cho rằng đây là một công việc nhàm chán Thì anh có giới thiệu chi tiết về từng loại máy trong vườn khí tượng của anh như vậy hay không? Ừ. Nên là cách mà anh giới thiệu đầy chi tiết như vậy cũng giúp chúng ta cảm nhận được về lòng tự hào của anh thanh niên đối với công việc về sự gắn bó của anh đối với công việc để mà mỗi khi có cơ hội thì anh đều sẵn sàng nhiệt tình giới thiệu về những việc anh đang làm về từng loại máy anh đang sử dụng đối với những vị khách lần đầu tiên gặp gỡ đúng không thì rõ ràng là những cái dẫn chứng về các loại máy này này là chúng ta không có nêu ra nhiều không thậm chí là không có sử dụng trong quá trình học kiến thức nền nghĩa là trong buổi học về nhân vật anh thanh niên chẳng hạn thì chúng ta sẽ không có dùng đến những dẫn chứng này nhiều cho lắm thậm chí là không dùng đến đúng không nhưng mà bây giờ đoạn trích có cái phần đấy thì chúng ta hãy thử đặt ra câu hỏi là những câu văn này những dẫn chứng này thì cho thấy là anh thanh niên đang làm gì anh nói như vậy là có ý nghĩa gì và anh nói như thế thì thể hiện anh là một con người như thế nào đúng chưa đấy để chúng ta khai thác được một cách tối đa nhất những dẫn chứng có ở trong một đoạn trích thì như vậy dung lượng bài viết của chúng ta mới dài hơn này chúng ta mới có nhiều cái để viết chứ không phải là bây giờ từ một gạch đầu dòng ở trong vở ghi ở trong kiến thức nền mà bây giờ phân tích đoạn trích thì chúng ta cố bôi ra cố bôi ra thật nhiều thật nhiều cứ lặp đi lặp lại cứ nhắc đi nhắc lại cái ý đấy để cho nó thành một bài văn không đúng đúng không mà bây giờ là chúng ta sẽ phải khai thác chi tiết cặn kẽ các dẫn chứng ở trong đoạn trích đấy thôi thậm chí là từng từ từng hình ảnh đồng ý chưa đó nhá Thì đấy là đối với những đoạn trích ở trong lặng lẽ Sapa thì các bạn có thể áp dụng cách này hay là những đoạn trích khác ở trong những ngôi sao xa, xa xôi cũng như vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái cách mà uh, chọn lọc dẫn chứng tương ứng với từng luận điểm khi cầm tờ đề trên tay nhận thấy được rằng là đây là một đề bài yêu cầu là phân tích nhân vật anh thanh niên trong một đoạn trích chẳng hạn thì em sẽ định hình là anh thanh niên có mấy phẩm chất và xem xem là từng phẩm chất đấy có được thể hiện qua dẫn chứng nào ở trong đoạn trích hay không. Để rồi khi ta triển khai bài viết thì ta sẽ đi phân tích lần lượt từng phẩm chất đó. Chứ không phải là ta đi phân tích lần lượt từng dẫn chứng từ đầu đến cuối nhá. Đấy, thì đấy là về cách làm đối với từng tác phẩm. Các bạn nắm chắc như vậy nhá. Bây giờ cụ thể này, về mặt dàn ý này. Thì các bạn có thể trình bày như thế này. Chúng ta vẫn sẽ có 3 phần là mở bài này, thân bài này và kết bài này, đúng không? Thì trong phần mở bài nhá là các bạn nhớ phải giới thiệu được vấn đề, nêu được vấn đề. Và ở đây là dạng phân tích đoạn trích nên các em phải chỉ rõ ra hoặc là vị trí đoạn trích hoặc là trích ra cái đoạn trích đó. Đồng ý chưa? để thể hiện rõ cái phạm vi dẫn chứng mà chúng mình sẽ sử dụng. Đấy, còn trong phần thân bài thì em có thể triển khai theo ba luận điểm chính. Luận điểm 1 là chúng ta khái quát về tác giả tác phẩm này. Và nêu ra vị trí đoạn trích. Nghĩa là trước đoạn trích thì có điều gì diễn ra, sau đoạn trích thì có điều gì diễn ra hoặc là nội dung chính của cái đoạn trích đấy. Nhá? cần thiết phải có cái đoạn khái quát này. Đặc biệt là khái quát về phần này này. Bạn nào mà đã trình bày thông tin về tác giả tác phẩm ở trên phần mở bài rồi ấy, thì phần này là em viết một đoạn trích để khái quát về à em viết một cái đoạn văn để khái quát về vị trí của đoạn trích mà đề bài cho nhá. Nhớ chưa? Đấy, sau đấy đến luận điểm thứ hai. Là luận điểm mà chúng mình phân tích hoặc là cảm nhận. Theo yêu cầu của đề bài Và đây là luận điểm quan trọng nhất này với dung lượng lớn nhất này thì chúng ta sẽ phải chia tiếp ra thành các ý nhỏ hơn thành các cái uh, phần phân tích nhỏ hơn để khai thác được chi tiết về đoạn trích đó thì ở đây đến đây là em sẽ tùy theo đề bài cho về tác phẩm nào đoạn trích nào để chúng ta phân tích nhá Đấy chúng ta có thể là đi theo hai cách một là đi từ đầu đến cuối đoạn trích là đối với dạng này đúng không? Và thứ hai là chúng ta chia theo phẩm chất của nhân vật. Là đi theo dạng này. Đấy, thì tùy nha, ok chưa? Tùy xem là đề bài cho chúng ta vào đoạn trích thuộc tác phẩm nào, nội dung của nó ra sao. Và cuối cùng là chúng mình có luận điểm 3 là luận điểm đánh giá. Đánh giá về nội dung, về đặc sắc nghệ thuật, về cách tác giả sử dụng ngôi kể, điểm nhìn trần thuật, rồi ngôn ngữ vân vân ở trong cái đoạn trích ta vừa mới phân tích để một lần nữa khẳng định rõ hơn về vấn đề nghị luận. Và cuối cùng là chúng ta kết bài là chúng ta tổng kết vấn đề thôi. Nhớ nhá, phần đánh giá này là em chỉ đánh giá về đoạn trích thôi nha, chứ không phải là về toàn bộ tác phẩm đâu. Ừm đồng ý chưa nào nhá thế nên là đây chính là những cái cách cơ bản để các bạn làm dạng đề phân tích về một đoạn trích hoặc là phân tích về một nhân vật trong đoạn trích một dạng đề mà có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để chúng mình rèn luyện đấy thì bây giờ các em có thể là làm những cái đề bài cụ thể áp dụng những cách mà chị vừa mới hướng dẫn xem sao nhá nhớ chưa trước tiên là xem là đề bài là vấn đề nghị luận là gì cái đó là cái quan trọng nhất chứ chúng ta không thể nào chỉ nhìn vào đoạn trích không nhá em đọc kỹ xem đề bài yêu cầu chúng là yêu cầu chúng ta làm cái gì liên quan đến đoạn trích đấy đó sau đó thì khi xác định được vấn đề nghị luận rồi mình làm những bước tiếp theo xác định cách làm này rồi mình hình dung về mình lập dàn ý để mình làm này nhớ chưa ừ, đấy thì các bạn phải bắt tay vào làm cô thì chúng ta mới nhận ra được tiếp những cái khó khăn mà bản thân mình gặp phải Ví dụ như là khó khăn của em là em cũng nắm chắc được bố cục rồi Nhưng mà em không có nhiều những vốn từ để cho đoạn văn hay là bài văn của mình được đặc sắc hơn Hoặc cũng có bạn thì uh, em biết được là có những luận điểm này rồi Em viết đủ về luận điểm nhưng mà em không viết được kỹ về những dẫn chứng trong từng luận điểm Đấy, ví dụ như là phân tích anh thanh niên ấy Em biết là anh thanh niên có những phẩm chất này Và em cũng khai thác được một số những dẫn chứng tiêu biểu ở trong đoạn trích để làm rõ cho những phẩm chất đó. Nhưng có rất nhiều những dẫn chứng là em bị bỏ qua mất bởi vì là khi học thì em không có dùng đến những dẫn chứng đấy. Bây giờ thì đoạn trích cho toàn là những cái dẫn chứng mà em cũng chưa bao giờ dùng nên em cũng không biết ý nghĩa của nó là gì, đúng không? Đó thì khi mà chúng ta bắt tay vào làm, chúng ta tiếp tục nhận ra những cái vấn đề mà mình gặp phải để mình tìm hướng khắc phục nhé. Đối với việc là các bạn chưa quen khai thác kỹ từng dẫn chứng ở trong một đoạn trích thì các bạn xây dựng cho mình cái bộ câu hỏi nghĩa là cứ đối với một dẫn chứng ý thì em sẽ đặt ra câu hỏi là dẫn chứng này nội dung của nó là gì thể hiện cho cái gì ví dụ như là câu văn này là thể hiện cho tâm trạng của ông hai khi mới nghe tin chẳng hạn hay là câu văn này là thể hiện là anh thanh niên đang kể về các loại máy chẳng hạn hay là câu văn này thể hiện là phương định đang kể về cái quá trình làm việc thực hiện nhiệm vụ ở trên cao điểm chẳng hạn đó. Rồi sau đấy mình đặt ra câu hỏi thứ hai là thế thì nội dung đó giúp chúng ta nhận ra được điều gì liên quan đến nhân vật? Ví dụ là những câu văn mà phương định kể về quá trình làm việc trên cao điểm thì chúng ta thấy đấy là một quá trình làm việc rất là gian khổ này, đối diện với thần chết này, đúng không ạ? Đó, thì câu hỏi cuối cùng chúng ta đặt ra là vậy từ những đặc điểm đó thì ta thấy nhân vật hiện lên với phẩm chất gì? Đúng không? khi mà nhân vật kể lại những điều đó bằng một giọng điệu rất bình thản thì chứng tỏ là phương định đã quen với công việc này rồi này và đó là cả một cái tinh thần gan dạ can trường không sợ khó khăn nguy hiểm không lùi bước trước khó khăn nguy hiểm đúng không thế là mình đã có thêm được chất liệu để mình viết có thêm được ý tưởng để mình viết đấy nhá nên là đây là những cách làm chung này bây giờ các bạn có thể áp dụng vào từng đề cụ thể và chúng ta triển khai Rồi tiếp tục xem xem là bản thân mình gặp phải những vấn đề nào nữa Để mình tìm hướng khắc phục nhá ừ, Chứ sau một buổi như thế này Thì chị không thể nào chắc chắn được là Các em sẽ làm được ngay Hay là làm được tốt ngay Những cái đề bài như thế này đâu Đây mới chỉ là hướng làm cơ bản thôi Và cần phải có cái sự áp dụng từ phía các em nữa ừ, Đấy Và cụ thể thì các bạn cũng có thể Theo dõi lại phần phát trực tiếp Mà chị đã từng chữa một đề về đoạn phương định phá bom ở ngay trên kênh fanpage học văn chị Hiên học cơ sở này này hoặc là em có thể lên youtube tìm kênh học văn chị Hiên chị cũng đăng tải lại cái video đấy ở trên kênh youtube đấy đấy thì em có thể là tìm kiếm ở trên đó và xem xem kỹ hơn nếu như buổi hôm nay là phương pháp chung thì cái buổi hôm đó là buổi mà đi vào một đề cụ thể đó thì các bạn có thể xem kỹ hơn để mà chúng mình có thêm những kinh nghiệm cho bản thân nhé ừ rồi Đồng ý không đó những phần phát trực tiếp này thì chị không có xóa thế nên là bạn nào mà đang bận thì em có thể là chia sẻ lại sau đấy thì mình khi nào mình rảnh thì mình có thể xem lại sau nhé <laughs> rồi còn uh, chúng ta đang quan tâm hoặc là đang cần những cái tài liệu để ôn thi này ví dụ như là văn mẫu ví dụ như là uh, các phần uh, kiến thức để chúng ta ôn tập lại hoặc các em đang muốn có một khóa học để chúng ta ôn cấp tốc ôn gọi là ôn Ờ, trong những ngày cuối cùng ấy thì các bạn cũng có thể nhắn tin về cho chị để tìm hiểu đặc biệt là với các bạn 2k9 năm sau chúng mình lên lớp 9 thì các em có thể là tìm hiểu luôn từ bây giờ những khóa học hoặc là những đầu sách để chúng ta tận dụng thời gian hè hoặc là tận dụng thời gian của mình để xuất phát sớm cho một năm học đầy quan trọng phía trước nhé ừ. Còn buổi học ngày hôm nay, buổi phát trực tiếp của chị ngày hôm nay thì sẽ kết thúc tại đây với một phần phương pháp nho nhỏ liên quan đến dạng đề phân tích một đoạn trích truyện, mong rằng là một lần nữa giúp các em định hình lại từng bước để làm về dạng đề này và rất mong là các em sẽ thử áp dụng trong quá trình ôn thi của mình, thử áp dụng trong quá trình luyện đề của mình xem là chúng ta còn gặp phải những vấn đề hay là những vướng mắc gì nữa nhé thì những vấn đề những vướng mắc đó chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp và cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau trao đổi ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo của chị nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye.